Vật phẩm Trimbuckle là buckle gửi cho Kiss để giúp anh vượt qua hiểm cảnh, nhưng Kiss vẫn chẳng có chiếc Desire Driver nên đành phải mượn tạm từ Tycoon. Điều kiện là anh sẽ phải giao tất cả những buckle của mình sở hữu cho Tycoon sau khi mượn xong Desire Driver. Đúng như lời hứa, Kiss đã trao lại cho Tycoon tất cả buckle, trong đó có cả Trimbuckle. Mặc dù cũng không hiểu mấy, nhưng anh vẫn tận dụng tốt khả năng của Trimbuckle, chuyển hóa thành hình dạng đầu tiên là Rising Sword trong trận chiến của những tên Yamato Rider. Anh thể hiện sức mạnh áp đảo từ hành Rising Sword. Tạo hình của anh giống với hình dạng Amdrai cơ bản, không có bất kỳ biểu tượng nào trên cơ thể, chỉ thay đổi phần gương mặt được trang bị một cặp kính năng lượng với tông màu chủ đạo là cam và xanh dương, thể hiện sức mạnh của Trimbuckle. Cũng như thanh gươm Rising Sword đặc trưng, thanh gươm này là một thanh gươm năng lượng cũng với hai lưỡi và hai tông màu tương tự, cùng với đó là mảnh vỡ Buckle còn lại được gắn trên phần Rising Sword. Anh ra được những chém năng lượng với nguồn năng lượng từ tương lai, luồng điện xanh và cam hoa trộn lại với nhau để ra những nhát chém, đến cả những tên Yamato Rider cũng phải bị đứt đôi ra với những nhát chém kinh khủng này. Nhưng tất nhiên, đó không phải là sức mạnh toàn diện của Trimbuckle. Sau khi sạc đầy nguồn năng lượng từ những nhát chém, chiếc buckle còn lại trên thanh gươm sẽ được mở khóa, kết hợp lại để tạo ra hình dạng Commander Form. Tạo hình của Commander Form là hai phần, Z và Canon, một bộ giáp kim loại nặng trĩu cũng như những chi tiết cơ khí được chế tạo từ tương lai, tông màu xanh từ Canon và tông màu cam của Z. Khi kết hợp ở hình dạng đầu tiên Canon, phần pháo sẽ được trang bị trên vai của anh. Nó sẽ luôn bắn ra những quả cầu năng lượng trong mỗi phát bắn, tấn công kẻ thù liên hoàn với những vụ nổ khủng khiếp từ những quả cầu này. Phần Z chân chỉ giúp anh nhảy cao hơn, đòn tất sát từ hình dạng Canon mang tên Command Dream Victory. Tycoon xác định kẻ thù bằng cặp kính, nhắm thẳng mục tiêu và tạo ra nguồn năng lượng photon tụ vào hai khẩu pháo Canon. Phần đôi cánh của Z sẽ cắm thẳng xuống đất nhằm cố định Tycoon để anh không bật ra sau khi sử dụng đòn tấn công uy lực từ Canon. Một nguồn năng lượng khổng lồ được tỏa ra và nghiền nát tất cả kẻ thù xung quanh. Trạng thái thứ hai là Z. Ngược lại, nó sẽ thể hiện đôi cánh ở phần bên trên. Cặp pháo từ Canon sẽ chuyển hóa thành hai chiếc tên lửa. Ở hình dạng này, anh mới thực sự có khả năng bay lượn trên bầu trời chứ không phải được đẩy cao từ Z, hất tung kẻ thù lên không trung, và nơi đó chính là thế mạnh nhất của hình dạng Z. Anh thực hiện những chém với tốc độ cực cao để dán những đòn tấn công này vào người tên Yamato và kết liễu chúng.